Rồi tôi chuyển qua cái InDesign của mình nha. Đây thì đầu tiên á, hôm nay là cái bài lab số 2 là làm cái gì, là các bạn dàn cho tôi là trang đôi, cái bài lab 1 là trang đơn thì bài hôm nay là trang đôi. Thì để làm thì tôi hướng dẫn các bạn lại ha. Thì chúng ta vào file, chúng ta tạo cái file mới new document. Rồi trong cái này thì các bạn nhớ giùm tôi cái lưu ý quan trọng, đó là các bạn chọn tôi cái tab là print, nhớ chưa, tab print in ấn ha, chọn khổ giấy A4. Rồi ở đây các bạn chú ý chỗ này chút xíu nè, bởi vì mình dàn trang đôi thì các bạn phải hiểu chút xíu. Ở đây các bạn thấy cái page nè, hiện tại nó đang có một thôi, thì khi các bạn tạo ra đó, để tôi tạo cho các bạn coi ở đây Rick ha, cứ tạo thử đi rồi rồi tôi nói tiếp. Để mặc định rồi mình cứ tạo thôi các bạn, nhớ là đó nó sẽ tạo ra cái trang này. Rồi các bạn bấm qua cái tab là pay nè, các bạn nhìn bên tay phải của mình đó, cái tab property nó có tab pay là trang đó, các bạn thấy nó chỉ có một trang thôi. Ở đây thì các bạn có thể tạo ra thêm được bằng cách là các bạn bấm phải chuột, các bạn insert pay, phải chuột vô chỗ trống á, insert pay. Rồi các bạn tạo cho tôi hai trang, đánh số 2 vô. Rồi chỗ này là để after ha, rồi after là sau á. Rồi ok, đây nó tạo được hai trang, các bạn thấy không, cái trang đầu là nó chúng ta không làm ha, trang đầu này nó giống như trang bìa hay gì đó. Thì các bạn sẽ nhảy xuống cái trang số 2 và số 3 chúng ta làm. Đây các bạn nhìn nó thấy nó đánh số trang của chúng ta nè, số 2 và số 3. Rồi thì ở đây các bạn làm cái trang đôi, thì đây tôi nói giải thích lại lý thuyết của bài lab một chút xíu, đó là cái ô màu tím này nè các bạn. Màu tím này là cái margin, các bạn hết sức chú ý giùm tôi cái này, là tất cả những cái gì mà chúng ta thiết kế là chúng ta nên nằm gọn trong cái margin nha. Còn cái trang giấy trắng này khi mình in ra thì nó sẽ thiết kế cái gì đó, nó sẽ in trên cái vùng màu trắng, còn cái vùng màu xám đậm này á, thì nó sẽ không in đó. Lưu ý giùm tôi cái đó, và các bạn chú ý cái margin. Thì margin ở đây với trang đôi này nó khác cái trang đơn. Trang đôi này thì các bạn chú ý là ở giữa này nè chúng ta sẽ đóng gáy, do đó các bạn cần phải cho cái margin là cái vùng màu tím này nè, cho cái khoảng hở ở giữa này nó xích vô chút xíu để cho đóng gáy nó không có bị mất nội dung. Đó là mình ở trường hợp mình làm cho nó an toàn. Thì để chỉnh sửa được cái đó thì các bạn mở cái phần layout, các bạn đây vô cái menu layout nha, các bạn chọn cho tôi margin and column nè, các bạn kích vô nó ra cái bảng đó. Thì chỗ này tôi giải thích, top là ở trên, có nghĩa là cái khoảng hở ở trên nè, rồi bottom là khoảng hở ở dưới. Thì rồi cái inside và outside cũng vậy, inside là cái khoảng hở ở trong và outside là khoảng hở ở ngoài. Thì đây các bạn muốn biết chúng ta cứ chỉnh thử nha, các bạn sẽ tăng cái inside lên, ví dụ thử đi các bạn coi nó nhảy cái nào mình biết liền. Là tôi tăng lên 15. Cái chỗ này các bạn nhớ check vô cái chữ review nha các bạn, bởi vì để mình chỉnh sửa mình sẽ thấy được cái nó nhảy trực tiếp ở trên đây. Nếu các bạn tắt review là các bạn không thấy đâu. Đây tôi để là 15. 15 enter. Nè các bạn thấy không, nó nhảy qua, nó nhảy vô 15, còn cái thằng bên đây nó không nhảy. Thì các bạn muốn cho nó nhảy thì các bạn sẽ bấm vô đây layout lại. Nè cái chỗ này chú ý luôn, tôi bấm như vậy là để tôi giải thích cho các bạn hiểu á. Thì cái chỗ này hiện tại nó đang có cái dấu, cái hình, cái icon, cái dây xích mà đang gạch chéo đó, có nghĩa là nó không có ràng buộc, có nghĩa là các bạn chỉnh từng thông số được và những cái thông số còn lại không ảnh hưởng nè ha. Rồi tiếp tục tôi outside ở đây 15. Outside nó là chính là một cái cạnh này, do ở đây cho nên Z lại. Ở đây các bạn thấy nè, tôi đang thao tác ở trên cái trang số 2 thôi nên nó chỉ nhảy trang số 2 thôi. Còn muốn thao tác trang số số 2 và 3 thì các bạn giữ phím Shift, các bạn chọn nè, đây một trang nè, chọn thêm trang nữa. Được chưa? Tôi cần đánh Z lại nha, để cho nó đồng bộ. Rồi khi đó các bạn, tôi đang làm cái thao tác để trường hợp các bạn làm ba chúng ta biết chỉnh sửa đó, thì đầu tiên các bạn nhớ là chúng ta chọn hết hai trang luôn, giữ phím Shift chọn cái nữa đó, đang chọn hai trang. Rồi các bạn vào layout, các bạn chọn margin và column. Rồi ở đây thì các bạn chỉ chỉnh inside thôi, các bạn outside là cái vùng biên ở ngoài nè, chúng ta không không cần chỉnh đâu. Cái này mình tăng lên nó 15, cái phần gáy của mình nó bấm enter đó, các bạn thấy nó nhảy vô không, 15. Tương tự như vậy các bạn bật nó lên lại. Rồi cái phần bottom này các bạn cũng nên tăng lên, bởi vì bottom này các bạn nên cho nó nhảy lên chút xíu, bởi vì cái phần bottom này mai mốt á, cái bài lớp 2 này nó chưa có cái chân trang, nhưng mà mai mốt mình làm nhiều trang thì mình sẽ có cái chân trang ở đây nè, nên nó chúng ta phải đẩy cái vùng màu tím này xích lên để mình thiết kế nội dung cho nó đẹp. Thì cái đó là cái bottom. Rồi mình lên 15 luôn các bạn. Rồi đây các bạn muốn chia cột ra thì chúng ta chia luôn, đây column, dù tôi giả sử tôi chia cột ra. Thực ra đây các bạn không cần chỉnh trong đây cũng được, thôi tôi tạm thời tôi để vậy đi. Mình có nghĩa là tôi đang mô phỏng lại là các bạn hoàn toàn linh hoạt được ha. Rồi các bạn bấm ok, rồi nó nhảy lên 15 rồi đó. Các bạn thấy nè, cái khoảng hở này nó nhiều hơn khoảng hở ở trên.
Rồi ok, mình đã tạo được cái thang đôi. Rồi trong cái bài trọng tâm của bài lab 2 này là các bạn làm như thế nào? Rồi bây giờ yêu cầu bài lab số 2 thì có hai trang, do đó nội dung và hình ảnh nó phải đồng nhất. Thì trong bài lab số 2 này tôi sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn về cách chúng ta chèn hình, chèn hình và chúng ta chèn một cái hình vô chữ thì chữ nó sẽ né ra chẳng hạn, nó gọi là text wrap. Ngoài ra mình sẽ chọn tạo ra một cái ký tự nó to ở trên cái chữ đầu tiên. Thì đây tôi ví dụ tôi nói như vậy thì nhiều khi nó cũng khó hình dung, giờ mình thực hành luôn. Thì đầu tiên tôi sẽ tạo một cái tag, đây tôi quét một cái tag cho nó bằng luôn cái này đi các bạn. Ok đó, rồi trong cái tag này á thì khi các bạn tạo ra, bây giờ tôi sẽ lấy đại cái tag dummy tag giống như bài lớp 1 ha, còn các bạn làm bài thì các bạn đưa cái tag vô cho nội dung đàng hoàng, có nghĩa là mình tập mình đưa vô nội dung cho nó đàng hoàng, cho nó chỉnh chu và đừng bao giờ để rớt một chữ ha. Rồi tôi sẽ lấy cái nội dung dummy test đây. Rồi ok. Copy ha các bạn ha, rồi qua InDesign tôi paste luôn ha. Rồi ok. Đó, tôi paste vô như thế này. Rồi tôi sẽ chỉnh sửa ở đây trước nha các bạn nha. Đó, chỉnh sửa như thế này. Rồi bây giờ tôi lỡ tôi đưa vô các bạn thấy nè, nếu mà nói đúng ra này nó có một cột, và bây giờ tôi muốn biến cái tag của tôi vừa mới bát vô thành ba cột luôn, thì các bạn qua property, qua property ha. Rồi ở đây các bạn thấy là mình sẽ chỉnh sửa cái tag paragraph, là các bạn kéo nó xuống paragraph ở đây, thì ở đây các bạn sẽ cho nó là dàn đều ra bên tay trái nha các bạn nha, đây bấm cái rồi nó dàn đều ra, rồi mình kiểm tra lại. Rồi cái cột nó nằm ở đây đây các bạn, đây cái ô tag ram nè, rồi các bạn tăng lên cho tôi ba cột đó, các bạn thấy tự động nó tăng lên ba cột rất là đều, thấy chưa, tăng ba cột. Còn cái này là cái gutter, chính là khoảng cách giữa các cột nè, khoảng hở giữa các cột tag á, giờ tôi tăng lên 5 6 gì đi cho nó rộng ra đó, các bạn thấy nó tăng lên cái khoảng này, và khi làm như vậy thì nó sẽ rất là đều nha các bạn nha. Rồi mình kiểm tra lại cái của mình nó rất là đẹp, đây bấm chữ W kiểm tra, cực kỳ đẹp luôn, nó sẽ không có tránh ở đây, hiện tại tôi đang làm nó không hề có một chữ nào nó rớt hết rồi các bạn ha. Rồi đó là cái bài hôm nay, giờ tôi bỏ luôn cái này đi, đó là cái cách mà chúng ta chỉnh sửa cái cột. Rồi các bạn bật W lên để mình chỉnh sửa, đây tôi bỏ cái dòng này đi các bạn. Rồi đó, nhớ kiểm tra giùm tôi nha, khi mình chỉnh sửa là các bạn nên kiểm tra lại coi có rớt chữ không. Ok, không rớt chữ tốt. Rồi cái chỗ này lưu ý các bạn nè, để các bạn nhìn kỹ nha, chỗ này lưu ý luôn để chúng ta làm cho nó từng ly từng tí, chúng ta tỉ mỉ. Các bạn có thấy những cái chữ nè, ví dụ như cái câu này the first line of gì đó lorem nè, các bạn thấy chữ lorem không, chữ lo nè nó có dấu gạch, có nghĩa là cái chữ này nó dính liền với chữ này á, nhưng mà do là cái chữ này nó xuống hàng nên nó tạo cái gạch nối. Thì để chúng ta viết được cái chữ trọn vẹn, có nghĩa là InDesign nó tối ưu thôi các bạn, tùy trường hợp, nhưng mà đây là cách tối ưu, thì các bạn làm ơn nhìn xuống cái mục paragraph bên cái cột bên tay phải, các bạn bỏ dấu check này đi, đó là hai cái mục là hai hyphenate đó, bỏ đi đó, các bạn thấy chữ nó đều lên này đó, tất cả nó co lại cho mình đều hết, nó không có chữ nào gạch nối hết, thấy chưa. Còn mấy cái chữ gạch nối này đương nhiên rồi nha các bạn, đây là do cái kiểu chữ nó này, các bạn nhìn đi, chữ nó xuống đều hết, giờ tôi bật lên các bạn thấy nó khác nè đó. Thì tôi khuyên các bạn tùy trường hợp, giống như trong trường hợp này thì các bạn bỏ dấu check này đi. Rồi đây là ngay hàng thẳng lối luôn các bạn thấy không, nó giống hàng qua ngay hàng thẳng lối luôn ha. Rồi bây giờ tiếp tục nè, tôi sẽ tạo một cái hiệu ứng như thế này cho các bạn coi, đó là tôi sẽ thường các bạn thấy tạp chí dàn trang á, thì cái chữ cái đầu tiên nó sẽ to ra, thì các bạn quét cho tôi chọn cái chữ cái, ví dụ chữ L đây. Rồi các bạn nhìn qua cái mục paragraph các bạn sẽ thấy được cái icon này, nó là các bạn để con chuột vô thôi, các bạn sẽ thấy nó là chữ drop kép, thì các bạn tăng cái này lên bấm vô một cái thì nó nhảy lên một hàng, các bạn tăng lên tiếp các bạn coi là 2 hàng, 3 hàng, 4 hàng tùy ha đó, các bạn thấy ha. Rồi tôi bấm ra đây đó, các bạn thấy cái chữ L mình nó to lên chưa, các bạn muốn tăng bao nhiêu cũng được, ví dụ như trong trường hợp này tôi để chữ L đó, thường người ta làm vậy nè. Rồi ngoài ra trong cái phần ví dụ như những cái này các bạn có thể chỉnh sửa cho nó đẹp mắt, đây là cách mà tôi giảng thêm lý thuyết thêm chút xíu nữa, đó là cái phần này các bạn quét hết cho tôi. Rồi ở đây tôi giải thích về ba paragraph chút xíu. Rồi ví dụ như cái chữ cái đầu tiên của những cái mỗi lần cái xuống hàng các bạn cho nó thụt vô cho nó đẹp, 1 2 3 4 5, nó thường thường nó sẽ thụt vô như thế này
Rồi, ở đây nó có những cái tiêu đề nè. À, ví dụ như cái tiêu đề, tôi xin lỗi các bạn ha. Đây tôi xem nó như những cái tiêu đề tôi làm cho các bạn coi đây, tiêu đề. Rồi tôi cho nó bold lên chút xíu. À, regular, ở đây nó không có bold. Thì tôi chọn cái phông chữ khác đi các bạn nha. Control A. Rồi tôi chọn là Myriad đi. Myriad Pro. Rồi. Rồi đó. Thì những cái chữ này nè, ví dụ đây là tiêu tiêu đề con, thì tiếng Anh á ở trong thuật ngữ InDesign nó dùng nó gọi là subtitle. Thì đây tôi chọn là bold. Đó. Cái này thì mình phải chỉnh thủ công thôi, thật ra mai mốt các bạn có cách để làm tự động nhưng mà giờ khoan. Mình gán cho nó cái thuộc tính á. Rồi bold. Rồi, ví dụ như đó những cái này là cho nó bold lên các bạn. Rồi ok. Thậm chí các bạn đổi màu cho nó luôn, tôi giả sử tôi đổi màu luôn đi. Cho màu đỏ chẳng hạn. Ok. Đây tôi đang hướng dẫn các bạn cách làm thủ công nha, để mình nắm từ từ. Rồi thử mình hút màu thử đi. Nếu mình không làm thủ công các bạn hút màu đây, công cụ Arab Tool. Chỉ vô cái chỗ màu đỏ. Rồi nó cũng ra nó hút màu cho mình ha. Rồi đó. Rồi ok. Đó đại khái các bạn nào đó khi mình làm vậy các bạn thấy rất là đẹp ha. Đẹp mắt, ngang hàng, thẳng lối, đàng hoàng. Rồi ở đây các bạn cho những cái mà chỗ này do như chúng ta dùng những cái này thì các bạn cho những cái hàng mà nó thụt vô nè. Thì các bạn trình bày vậy nó sẽ đẹp hơn đây. Tôi giải thích từng cái công cụ ở đây nè. Đây là cái hàng First Line Left. Nó sẽ nhảy vô, các bạn nhìn cái icon các bạn hiểu á. Ví dụ như vô 3 mm. Ok. Rồi. Ở đây cũng vậy, các bạn chọn quét hết 3. Đó, rồi tương tự như vậy các bạn quét. Thì dàn trang nó đòi hỏi chúng ta phải chỉnh sửa từng ly lý vậy các bạn, nó mới đẹp. Rồi đó, xong. Rồi các bạn thấy cái trang của mình nè. Đó, tôi dàn giờ đâu ra đó rồi đó. Đó, phông chữ ha. Thì đây tôi xem lại phông chữ nó là bao nhiêu. Đang là 12 các bạn. Các bạn sẽ giảm nó lại cho tôi. Nó là 8 thôi. Cái body tag của mình sẽ là 8. Quét hết luôn. Ctrl A. Thì thằng này nó sẽ là 9 đi. Rồi ok. Nó còn như đây thôi. Đó. Thì cái của mình là do cái tag mình nó hơi ngắn. Nên nó tới đây nó hết rồi. Nhưng mà cái phông chữ khi các bạn... tôi cho các bạn là cái body tag là giống như bài lab số 1 tôi đã giảng á, nó là 9 8.5 hoặc là 9 á, thì khi in ra các bạn đảm bảo các bạn nhìn nó rất là đẹp, nó vừa đủ đọc và nó cũng không có thô. Rồi riêng cái subtitle này các bạn có thể chỉnh cho nó to lên chút xíu, ví dụ như là 11, đây mình chỉnh riêng thôi các bạn, enter. À, do bàn phím của tôi nó bị lỗi gì rồi. Rồi đó, ok. Rồi mình quét cái chữ màu đỏ, các bạn cái này mình hút thôi, lấy công cụ hút nè để cho nó làm cho nó lẹ các bạn. Đó, quét rồi hút vô rồi, đó là xong. Thì hôm nay là các bạn đầu tiên các bạn thấy nè, khi mình dàn như thế này nhìn rất là đẹp mắt ha, đâu ra đó. Thì cái này màu đỏ này gọi là subtitle, còn cái chữ L mà nó to đùng lên đây là 4 hàng nè, thì nó nằm ở đây. Các bạn phải quét hết cái đoạn mình muốn làm đây nè, nó là 4 đây, là chỗ này nè. Các bạn muốn cho nó nhỏ lại nữa hoặc muốn to lên thì tăng giảm cái này, nó gọi là drop cap. Rồi đó là cái đầu tiên. Rồi cái hôm nay tôi sẽ bỏ một cái hình vô. À, tôi copy thêm cái đoạn này nữa nha các bạn nha. Đây tôi copy luôn cái đoạn này đi. Rồi tôi Ctrl C. Ok. Ctrl V. Rồi. Ctrl V. Đó, để tôi tạo thêm cái tag thôi các bạn, chứ không có gì hết. Rồi các bạn thấy nè, khi tôi copy nó nhiều quá thì các bạn thấy nè, tôi tạo ra cái tag nó nhiều thì cái này ôn lại chút xíu là các bạn thấy nó báo lỗi. Đây nhìn dưới đây nè, một error là chỗ này, nhìn là nếu mà các bạn làm nhiều các bạn biết liền à, là chỗ này nó bị lỗi nè. À đó. Rồi ví dụ như tag nó nhiều như thế này, các bạn bấm vô đây, các bạn đưa nó qua đây. Rồi, do ở bên đây tại sao nó làm như vậy, là do ở bên đây nó chúng ta chỉ có một hàng thôi, chỉ có một column. Thì các bạn chọn ở bên đây. Rồi các bạn xuống cái phần tag gram này nè, các bạn để lại thành ba cột giống như bên kia. Chỗ này mình tăng lên 5-6 gì đó, nó giống nhau ha. Rồi xong. Để nó hết lỗi. Các bạn thấy không? Nó xanh lên nè, xanh lá cây lên là đẹp. Rồi xong. Rồi bây giờ tôi sẽ bỏ một cái hình vô, bấm chữ W cho nó nhìn dễ. Rồi đó.
Các bạn thấy vàng không? Rất là dễ dàng nha. Và đâu đó ngay hàng thẳng lối, các bạn nhìn đi, giống qua là ngay hàng thẳng lối hết. Và nó khoảng cách nó đều nhau hết luôn. Đó thì vàng trang thấy mạnh của InDesign nó là như vậy. Rồi giờ tôi sẽ bỏ cái hình vô. Play. Rồi tôi bỏ cái hình bữa nè các bạn. Rồi ok. Rồi tôi bỏ đại, giả sử như tôi canh cái hình này nó nằm 2 ô đi, tôi bấm W. Rồi. Control Shift scale cái hình lại nha các bạn nha. Trong InDesign là xài Control Shift. Rồi ok. Giờ giả sử tôi đặt một cái hình, tôi kéo nó lên đây. Rồi. Đó. Rồi bây giờ các bạn thấy nè, cái hình này đang đè lên cái chữ. Thì trong đây các bạn kéo xuống luôn. Các bạn nhìn nè, các bạn nhớ chọn đối tượng là cái hình, các bạn thấy chữ text wrap nè. Nó có một số cái tùy chọn, thì thật ra trong đây chúng ta dùng hai tùy chọn này thôi các bạn. Đây là tùy chọn số này, tôi đạm gọi nha. 1 2 3. Thì ở trong đây tôi thường dùng là số 2 và số 3 thôi. Cái đầu tiên là không có. Không có là giống như hiện tại đây các bạn, bây giờ tôi bấm vô cái thứ hai. Đó các bạn thấy cái chữ không, nó né ra. Chữ mình nó né ra hết luôn. Ha, tôi di chuyển tới đâu nó né tới đó nè. Thấy chưa? Rồi tôi di chuyển tới đâu nó né tới đó. Thì trong cái bố cục này thôi thì tôi đưa cái chữ này xuống. Cái hình này nằm ở dưới đây là đẹp nhất. Đó. Thì bây giờ các bạn thấy nè, cái chỗ này nó né ra, nhưng mà nó né ra hiện tại thì tôi bấm như thế này, các bạn muốn biết né bao nhiêu, các bạn nhìn thông số ở đây, hiện tại đang 0 0 là gần như nó không né đó các bạn. Nhưng mà tôi dù tôi đã kích hoạt rồi thì các bạn tăng cái này lên. Giống như trong trường hợp ở đây là tôi chỉ muốn đẩy cái chữ ở phía trên thôi, thì các bạn chỉnh cái ở đây nè, top nè, các bạn tăng nó lên. Đó, các bạn thấy nó đẩy lên chưa? Tăng lên 3 luôn các bạn cho đẹp. Rồi ok ha. Rồi. Riêng chỗ này, cái cột này tôi sẽ giảm nó lại chút xíu các bạn. Đây cái cột text này nè. À, cái cột text. Do chỗ này nè, các bạn thấy chỗ này nó không đều nè, là do nó có dính một cái xuống hàng ở đây nè các bạn. Là dính cái xuống hàng ở đây ha. Thì mình có thể mình chỉnh lại. Ê, tôi cho cái cột này nó dài ra chút xíu đi. ALT. ALT mũi tên bên phải nha các bạn. ALT mũi tên bên phải để giãn cái chữ này ra chút xíu, rồi bấm W. Đó các bạn thấy vàng rất là đẹp. Rồi ở trên đây thì các bạn có thể bấm, trên đây nó chưa đều nè, thì chỗ này mình chỉnh lại, bấm nút delete thôi. Rồi xong. Để tôi coi lại. Rồi ok, đẹp rồi đó. Đó các bạn thấy ha. Rồi không rớt một chữ nào luôn. Đó là cách vàng rất là nhanh. Rồi qua bên đây mình sẽ để cái chữ nghĩa gì đó bên đây nữa. Thì hai cái trang này các bạn vàng cho tôi theo cái chủ đề đó là nhất định ha. Ê, chủ đề nó tự do. Thì đây là cái cách tôi demo lại cho các bạn coi nè, canh hàng thẳng lối, bỏ chữ nghĩa, bỏ hình ảnh vô cho nó đẹp, và quan trọng là nó không lòi ra ngoài cái margin nha. Nè thấy không, margin của tôi là cái vòng màu tím nè, nó rất là đẹp. Và kỹ thuật chúng ta dàn nó phải như thế này đó. Rồi ở đây giả sử như bây giờ tôi không muốn cái hình của tôi, không lẽ lúc nào cái hình tôi bỏ vô nó cũng vuông vức như thế này. Giả sử như hình tròn thì làm sao? Rồi ok, tôi sẽ tạo hình tròn cho các bạn. Các bạn bỏ một cái hình tròn vô giữ phím shift để tạo hình tròn. Rồi ví dụ như hình tròn nó vừa vặn với lại cái một cột của tôi ha. Tôi sẽ tạo hình tròn nó vừa với một cột nè, đó. Rồi làm sao tôi bỏ cái hình, dù tôi để cái hình tròn ở đây đi, tôi có cái hình tròn. Rồi. Thì làm sao tôi bỏ cái hình tròn vô đây, thì các bạn là mở cái hình ra, các bạn muốn bỏ vô á, các bạn sẽ mở cái hình, giả sử tôi lấy hình này luôn nha. Thì các bạn bấm cho tôi là chọn cái hình nè. Các bạn bấm Ctrl C là copy. Rồi các bạn kích vô cái hình tròn. Cái hình tròn mình mới vẽ, sau đó các bạn vào edit. Các bạn chọn cho tôi là path into. Nè, nhớ nha, path into bấm. Rồi các bạn thấy không? Hình tròn nè. Khi mình path ra xong rồi, chỗ này các bạn cũng phải lưu ý tới phần text wrap. Thì các bạn bấm ở đây các bạn thấy nè, bấm vô đây thì nó sẽ tự động nó nhảy ra cho mình. Rồi cái hình tròn này, test wrap này hiện tại đang zero nè các bạn. Rồi các bạn tăng giảm này lên, ví dụ tôi tăng cái này lên 2. Rồi nó đều rồi đó. Rồi ở đây các bạn thấy hình tròn tôi nó đang có cái viền màu đen. Bấm chữ W thì đó, nè đó, viền màu đen thì mình bỏ cái viền đi. Đây mình không xài viền ha, rồi xong. Rồi đó, đó là cái cách mình làm sử dụng test wrap, các bạn thấy không, rất là đẹp nha. Rồi nhìn lại cái trang của mình, Ctrl số 0 là để xem lại tổng thể đó, cách bỏ hình tròn. Hoặc là các bạn muốn bỏ hình gì cũng được, ví dụ tôi bỏ cái hình khác, các bạn dùng công cụ pen. Có nghĩa là ngoài những hình học cơ bản thì mình hoàn toàn mình vẽ ra những cái hình khác, ví dụ hình này đi.
vẽ những cái hình nó tương đối là nó khác biệt để các bạn thấy nha. Tại đôi lúc mình dàn trang mình cái do cái bố cục của mình và do cái idea layout của mình đâu phải lúc nào cũng bỏ hình vuông hình tròn đâu các bạn, hình ảnh á. Đây tôi đại khái tôi vẽ cái hình này đi. Rồi. Rồi bây giờ tôi muốn bỏ cái hình này vô thì các bạn chọn cái hình bình thường, sau đó các bạn bấm Ctrl C. Rồi các bạn bấm vô đây, các bạn edit, các bạn paste into. Rồi các bạn thấy không? Tại sao cái hình nó nhỏ hơn là do bây giờ chúng ta phải scale cái hình này nó to ra. Hình này các bạn bỏ vô cái hình nó đang nhỏ hơn cái hình mình vẽ nè. Thì các bạn để cái con chuột vô ngay vị trí cái hình tròn chà bá đây nè, kích vô cái nó hiện ra những cái nốt để chúng ta điều chỉnh ha. Các bạn bấm cái phím muốn scale đều ra thì trong InDesign là Ctrl Shift là scale hình ha. À, muốn cho nó đều từ trong tâm ra nữa thì các bạn sử dụng cái phím đó là Ctrl Shift Alt các bạn kéo giữ trái chuột kéo nó scale đều ra nè, thấy chưa? Bô rồi tôi được cái hình như thế này đó các bạn thấy ha. Rồi tôi giả sử tôi lôi cái hình này vô đại đi các bạn, tại mình đang học công cụ mà. Rồi tôi lôi đại cái hình này vô nha, Ctrl Shift tôi kéo vô. Rồi tôi lôi tôi đặt để ở đây đi. Ok. Rồi tôi zoom lên, Ctrl cộng. Rồi tôi cho text wrap lần nữa nè. Đó, hôm nay trọng tâm của bài lớp 2 là như vậy á. Rồi các bạn thấy text wrap nhưng mà lần này tôi bấm như thế này á thì các bạn thấy khoảng trống xung quanh nó rất là dở nè, cái khoảng trống xung quanh ha. Thì tôi sẽ chọn qua cái tùy chọn số 3. Nó sẽ đi theo cái này luôn, rồi chúng ta tăng cái này lên các bạn. Đó. Khác biệt ha. Khác biệt giữa cái này là cái số 2, cái text wrap cái số 2 nè, thấy chưa? Còn cái này là text wrap cái số 3. Đó thì tôi thường dùng hai cái này thôi các bạn là đủ rồi đó, các bạn thấy ha. Và khi mình làm text wrap như thế này thì cái chữ của mình nó sẽ rất là đẹp mà nó sẽ giống như nó né nè, các bạn kích vô đây các bạn thấy cái vùng nè, nó cái vùng viền xung quanh là nó né ra trong phạm vi đó là cái chữ nó không có vô được rồi đó. Xong thì đó là một số cái, thật ra cái công cụ bài lớp 2 nó vậy đó các bạn, nó đơn giản vậy thôi đó. Rồi chỗ này mình thấy nó chưa đều nè, ví dụ như mình làm thằng la tắt lét đây mình thấy chưa đều rồi, các bạn chọn tôi cái này bấm Alt phải phím mũi tên phải cho nó nhảy xuống cho nó đều, bật cái margin lên rồi đều rồi đó, rồi không rớt chữ. Rồi chỗ này mình sẽ bấm cái phím delete cho nó nhảy lên các bạn, nó sẽ canh hàng thẳng lối các bạn thấy không. Các bạn nhìn đi, giống từ trang trang bên trái qua trang bên phải nó đều trong hết, nó ngang hàng với nhau hết luôn đó. Rồi đó là toàn bộ cái công công cụ và tôi yêu cầu các bạn bài lớp 2 nó phải có được, thứ nhất là cái drop kép là cái chữ này nè, cái chữ lớn đầu dòng nè. Cái thứ hai nữa là bỏ hình ảnh vô, vẫn áp dụng bỏ hình ảnh, và khi các bạn bỏ hình ảnh các bạn áp dụng cho tôi cái tag wrap nè, tag wrap bên cái mục property đây, tag wrap các bạn kéo xuống nó có rất là nhiều nè, thì mình quan tâm đến cái tag wrap thì yêu cầu bài lớp số 2 nó phải như vậy ha, phải có cái drop kép và cái tag wrap. Và các bạn dàn cho tôi hai trang. Rồi các bạn nắm yêu cầu bài lớp số 2 không các bạn? Alo. Rồi thầy. Rồi Rồi ok ha. Rồi vậy tôi sẽ up cái video bài giảng này chút xíu nữa tôi up lên luôn cho các bạn, rồi các bạn sẽ thực hành cái bài lớp số 2 nha. Nhớ làm quỳ 2 luôn nha các bạn, có một bài quỳ duy nhất thôi. Quỳ 2 thì sẽ đến thứ ba là đóng rồi đó.